cố gắng phòng thủ chứ không hề có được những tình huống cái này hay này. Cái này hay này. Đang chờ đợi cho phán tự án tử trúng được vào người, lưỡi xoáy đang chuẩn bị tung ra. Piccolo đã nhảy ra và anh ta thoát đi được, nhưng anh ta quay trở lại tấn công. Rattata đang tới, có rất nhiều thứ đang dồn người của Pierre. Pierre đang cố gắng bỏ chạy, anh ta không còn tốc biến nữa, anh ta đang rất yếu, anh ta nằm xuống. Nhưng Levi đã tới, Levi nhắm vai đây. Elio có thể là mục tiêu, đang bị giữ chân lại đó là Elio. Levi muốn cố gắng gõ nhưng gõ chưa đủ sát thương, Style không đủ tâm để có thể bắn tiếp. Anh ta rút lông về nhưng sát thương chưa đủ, quay trở lại đánh. Levi đang giữ chân Rattata, quá nhiều người máu. Elio tốc biến lên combo vào, dứt điểm được Levi không, câu trả lời là không. Levi được hồi lại máu, tuyệt vời. Bỏ vào ngũ xạ thủ mà gục liên tục có dành cho Levi và tiếp tục tốc biến lên tương lai. Và Rattata chưa bị lính bắn, anh ta vẫn còn sống và Style cũng tương tự như vậy, hai đều cho cả hai đội. Nhưng tiếc quá, đang bắt đầy Glory đang có chiêu cuối, người đang bị chính lưỡi xoáy đó là Elio đang chờ đợi cho pha sử dụng án tử, quăng lồng đèn ra để hỗ trợ cho Levi. Levi bắt đầu tiếp cận vào án tử thành công. Elio bị giữ chân lại quá lâu, anh ta nằm xuống. Levi tiếp tục có mạng cùng cho mình, hỗ trợ phía Gam, nhưng họ biết được họ cần gì. Một pha ra đánh láo nhưng không giữ được và đang cố gắng bỏ chạy rồi. Rattata không thể cản phá, nó hút vào, nó giúp cho Levi tiếp tục có mạng. Chiêu cuối Gam đang hỗ trợ, chiêu cuối Area cũng được tung ra nhưng anh ta đang khá, anh ta đang muốn giết được Levi. Wow. Anh ta phải tốc biến và Levi vẫn còn sống. 4-2 cho Gam. Bây giờ cái khó nhất là như thế này, Rattata đang rất bế tắc trong hai sự lựa chọn, một là có được những tình huống cướp rừng, hai là những pha di chuyển ra hỗ trợ. Nếu như ta di chuyển ra hỗ trợ, Levi có thể cướp được toàn bộ bãi rừng ở cái phía còn lại. Bây giờ Levi lại tiếp tục găng. Đây là trường hợp thứ hai, nếu như mà ta đi cướp rừng thì Levi bắt đầu đi găng và TH là người được nhắm đến. TH bị giữ chân lại, Kia đã tới tiếp cận được rồi, kỹ năng quy không cần làm chậm. Wow. Thì Levi đã dứt điểm được đối phương. Levi liên tục lập công và kỳ này rất ta được chưa? Kati đi tìm người, đi tìm con nai vàng, một vào hút đang chờ đợi sẵn. Đá đập bầu đầu nai thì nai chỉ có nước gãy sừng và đó là mẹ hút dành cho Kati. Vì Gam đang đáp ứng được tất cả những điều kiện thắng của họ đang cần. Thôi xong, TH còn cắn cam, còn bổ sung vitamin. TH đang phải bỏ chạy, còn bổ sung vitamin mới nuốt xong thì anh ta đang phải bỏ chạy mặc dù bị làm chậm, nhưng Levi tốc độ chuyển quá khủng khiếp. TH tầm này tên là tử hình rồi. Hết cửa cho TH bỏ chạy. 7-2 dành cho Gam. Và mỗi chuyện đang càng ngày càng tệ hơn cho các thành viên của BTS. Góc độ di chuyển của Kati thì cực kỳ rộng. Rattata đang đụng thẳng mặt luôn. Không và hề Levi sợ. Ra. Đây là 2-2, không có gì mà phải sợ cả. Né được nghe giữ không? Chân đẩy khúc rừng thẳm tung ra chiêu cuối Gam lần hỗ trợ, nhưng Glory mới tung chiêu cuối với người của Levi mà thôi. Anh ta hơi rén trong pha này, anh ta bắt đầu tiếp cận với người của Levi. Glory vẫn đang giữ chân lại, anh ta tiếp tục lao lên tấn công, ta có được mạng chấm dứt. Levi đã nằm xuống và mạng gục rất lẹ đó, đã có dành cho Glory. Thì là một con Gam lần thất bại hoàn toàn ở thời điểm hiện tại. Nói chung thì là về đi đường thì là hơi Glory đang trả thù lại hồi nãy bị đánh, bây giờ quay trở lại đánh người đó là Glory. Glory đang phải bỏ chạy, Na đã là Na khổng lồ chưa thấy quăng được, tốc biến lên W dứt điểm với đối phương. Nếu tôi không nhầm thì tình huống này là Micro về nhà mua đồ rồi, anh ta có mắc diệt thủy quái rồi, còn trong khi đó thì Style chưa mua đồ. Đó phải nói đến là Levi lên đấy cũng có chứ không phải là không, nhưng đừng quên rằng là TH vẫn luôn luôn có được tốc biến lên combo vào để có thể dứt điểm được Style. Style ngay lập tức sử dụng thanh tẩy cho ta bị dồn sát thương quá nhiều, cần một pha nhảy lên bắn tiếp, nhảy lên và kết hợp thêm nữa là cái pha hút hồi máu để tăng thêm một chút về khả năng di chuyển và dứt điểm được đối phương. Rồi, chưa có đủ sức mạnh, lý do đây là lý do thứ hai vì họ mất người, họ không có cái phục vụ đến từ cái chiêu cuối của TH. Một pha thi đấu rất quái ở Kia, anh ta né nhiều những tình huống nối thùng của TH. Elio đang có thể là mục tiêu nhắm đến nếu như anh ta không cẩn thận. Hãy nhìn cách thiết, cách thiết quá trâu. Rattata mặc dù đã e vào người rồi, một lần nữa kia ra lao lên tấn công, tất cả kia đang vô vào người, cần hai phát gõ. Rattata bị mất, có thể sẽ là bị mất mạng luôn. Sau khi ta mất đồng hồ, anh ta đã phải bỏ chạy nhưng anh ta đã bị hạ gục rồi. TH đang rất bị bó buộc, Elio đang bị tấn công, không thể cái phá trúng được người TH. Kati đã lao vào tấn công và đang rất yếu máu, đó là Elio. Elio đang bị đối phương bắn liên tục và ta nằm xuống. Chiêu cuối tung ra Glory có thể là quá trễ, đúng là như vậy. Piccolo nằm xuống trước khi anh ta u ở và 13 năm. Gam đang muốn kết thúc ván thi đấu đầu tiên này. Họ không cần đẩy trụ 2 nữa mà họ đánh thẳng vào vị trí của Glory. Và Levi tóc biến lên. Chính xác là Kati, xin lỗi các bạn. Glory bị tấn công liên tục, quét sạch cho các thành viên của Gam. Và họ dứt điểm ván thi đấu này chỉ trong vòng 22 phút mà thôi. 14 năm Gam hủy diệt ván thi đấu đầu tiên. Một ván đấu nhẹ nhàng, nhanh, gọn, lẹ. Trừng phạt sai lầm của đối phương. Và dù đó là một sai lầm rất nhỏ thôi, nó cũng dễ dẫn đến một tình huống snowball triệt để. Chúc mừng Gam, tạm thời tỷ số là 1-0 dành cho sắc vàng đen. Về nhà trong tên lính này và chúng ta cùng nhìn lại pha đánh nhau ở đường dưới. Đó, cái combo cực kỳ cơ bản nhá. Tốc biến lao lên, sau đó thì khiêu khích đối phương. Piccolo lại quá yếu, con Zinix là một trong những con tướng xạ thủ rất yếu đánh nhau ở đầu trận. Kém cơ động, mang theo chinh phục thì đó không phải là một trong những combo mà nó phù hợp cho một con xạ thủ ở meta thời điểm tại. R để outplay cái phát bắn lên từ trụ và kia ra dứt điểm được TH. 2-0 cho Gam. Combo này chỉ việc cầm hộp sữa, sử dụng chân và khui nó ra và uống nó từ từ thôi. Pierre có thể là mục tiêu nhắm đến. Đó là một kỹ năng giữ chân được khá nhiều người. Vẫn đang cố gắng
trốn tránh sát thương đến từ đối phương. Đã có chiêu cuối đến từ Tetafet. Bia bị giữ chân lại, An Tử trúng được vào người của Tetafet. Kati đang phải lùi lại. Chiêu cuối đến từ Tori không đủ chuẩn xác lắm. Anh ta đang bị đối phương gây sát thương lên người. Anh ta đã phải bỏ chạy. Elio có thể là mục tiêu tiếp theo. Elio sẽ bị dính vài vàng, anh ta bị bắn chết. Tóc biến hơi thừa đến từ Tetafet. Tori đang xuống trước cơn mưa Katia. Kỹ năng dồn vào trụ bóng của người Rakta. Double kill có cho Kai'Sa và BTS. Họ có thể sẽ tiếp tục bị mất thêm người nữa. Hay Karim đã tới và chức điểm được Jin. Tài nguyên thì kiểu gì nó cũng sẽ là một trong những thứ có thể gánh được tiền. Tuyệt vời. Cú biết trước đó TF không còn tốc biến nữa, bắt đầu thủ tổng tiến công rất tốt. Kati nhưng chắc chắn sẽ nằm xuống mạng nhà đội Rakta của mình. Piccolo đang farm rất nhiều đá móc lên thì lập tức có pha tối hậu thư và T khác đang bị giữ chân lại. Kati cũng như Levi đã tới e được cầu người sát thương vô và rất nhiều kết hợp thêm nữa là võ người hủy diệt. Levi giúp cho Kati có được bè gục. Rakta đã phải bỏ chạy. Levi ôm sát thương trụ tóc biến lên. Kati là người ôm sát thương tiếp theo đến từ trụ. Rakta đã phải bỏ chạy. Jeta nằm xuống dưới cây kiếm của Levi. Tóc biến lên đúp không chuẩn sáng từ Glory. Levi tóc biến rất kịp và phải nhảy vào đỡ cái tên lửa đạn đạo xuyên kiếp đến từ Kia. Glory đang phải bỏ chạy. Anh ta chưa quay lại kỹ năng Q của mình được. Không ai giúp cả. Glory quá đơn độc, một đánh ba dính bài vàng. Và Glory đang bị giữ chân lại bằng cái bài vàng. Anh ta bị làm chậm. Glory có phân hồn nhưng tầm này thì con Yone thành cô hồn chứ không thể nào phân hồn được. 8-4 cho Gam và họ đang bắt đầu hủy diệt khu vực đường trên. Hồi nãy thì anh ta đang bị trung chân hoàn toàn. Thôi sao? Sử dụng bài vàng mặc dù đã phân hồn nhưng bị giữ chân lại. Và Glory khi quay trở về thì anh ta chết chắc rồi. Và Ragaz cũng tương tự giống như vậy. Những phát bắn liên tục được Piccolo dưới chứa đủ sát thương để chất điểm được Style. Một cú đồ sát thực sự đây. Đích thị là một cú đồ sát với 4 thành viên đang đứng quây quanh. TH tầm này có thể viết tắt là toàn hết rồi đó. Toàn hết cách để cho chạy. Mà chỗ đây có cái giữ lính mất kỹ năng đúp bắt đầu bị đẩy ra. Và quá khó đi. Còn Na đã lên bảng được 4 lần nhưng mà cuối cùng ở những vị trí còn lại họ chả mất cái gì cả. Họ không hề để đối phương bị hay thèm cái gì cả. Không, nhưng mà Kati vẫn còn đó sống. Rakta chắc chắn còn được sát thương cỏ và không nổ chiêu cuối tung ra ngay lập tức đến từ Hecarim. Glory đang phân hồn. Levi tóc biến lên cố gắng dứt điểm đối phương nhưng chưa được, bị dính bài vàng đó Glory và sẽ bị dứt điểm bởi Levi mà thôi. Án tử không chuẩn xác. Tiếp tục bài vàng. Tiếp tục là bài vàng đang chọn Rakta. Rakta đang cố gắng né nhưng đây là quăng bài chứ không phải là phi bài và chắc chắn là phải nằm xuống và hút rất tốt. Piccolo đang bị giữ chân lại. Piccolo nằm xuống. Elio có thể là mục tiêu tiếp theo khi mà có quá nhiều thứ đang chuẩn bị dồn đến anh ta. Đuôi dây móc vào mặc dù không thể nào có được mức độ hiệu quả nhất định nhưng sát thương dồn đến từ Kia là nó quá khủng khiếp đi, nó khiến cho Elio phải lùi lại đi ganh. Đây vừa nói xong thì Levi lại có mặt là một điểm nóng đó. Là cuối tung ra lập tức nó giữ được ba thành viên thác đang phải lùi lại, đang bị hoảng sợ và chết ngay lập tức. Đó là Piccolo bị giữ chân lại, đó là TH vậy nào không nổ đẩy được ba người. Sát thương đến từ Glory bắt ngồi vào, anh ta dứt điểm được một thành viên. Glory dứt điểm được Kia và anh ta trở về với kỹ năng của mình. BTH chính xác hơn là BTS Elio vừa đổ pha án tử thành công nhưng lập tức con reo dứt điểm được con Na phía bên kia và Glory đang phải lùi lại. Rakta cũng đang phải lùi lại khi mà tất cả bộ chuyện đang rất khó cho BTS. Quá hardcore cho cái hoàn cảnh khi mà họ đã thắng quá nhiều. Người đến chỉ là một con Elio xuống cắm mắt. Xin lỗi các bạn, là một con Thresh xuống cắm mắt và thôi, đánh nhau nổ ra. Kia Ya lao vào và đó lại là Levi can thiệp. Anh ta đã có một cú. Xin lỗi các bạn, tôi suýt chút nữa nhầm. Tôi nghĩ là Levi double kill chứ không phải. Anh ta trước đó ăn Baron và hạ gục thêm cả Thresh. TH cũng gục. Một cú quét gần sạch. Micro không còn năng lượng. Anh ta chỉ có dạng súng liên thanh mà thôi. Bắn cũng không thể đủ để có thể shut down được bất kỳ ai trước 5 con quái vật này cả. Nhưng chúng ta hãy nhìn, nó chưa chỉ đơn giản là một cái nhà lính mà có thể sẽ là thêm cái nhà lính ở khu vực đường trên nữa. Tôi nghĩ là phần đầu có thể kết thúc được rồi. Án tử trúng đầu người Orel và đó là pha hút bụng làm tất cả mọi thứ để hất được Style về nhưng không ai hỗ trợ cả. Ngược lại người đã bị tấn công đâu. Rakta chiêu cuối tung ra dứt điểm được tề nhá. Glory đang bị đánh ở phía bên này, trong đó Elio bị kẹt bên trong hai trụ, anh ta đang phải bỏ chạy. Kia đang lao lên tấn công. Kai'Sa đã bị dứt điểm rồi. Elio đang bị nhắm bởi ba thành viên của Gam và anh ta bị dứt điểm ngay lập tức, bị dính bài vàng. Glory phải đứng ở bên trong bệ đá cổ, anh ta phân hồn nhưng anh ta phải là người lùi lại. Ngoài ra trong người đó các thành viên của Gam, họ sẽ kết thúc ván thi đấu thứ hai này với tỷ số 2-0. Và với con Hecarim hủy diệt như thế này thì tôi nghĩ là chắc là không thoát khỏi được cái MVP đâu. Hoàn toàn đồng ý. Nếu tôi không nhầm thì trên bảng xếp hạng MVP sau khi kết thúc được trận đấu đầu tiên thì là 500 và 500. Tức là tỷ số giữa Binzay cùng với cả Levi là bằng nhau rồi thì phải. Đúng và, rồi. Và nếu như nhá, đấy là nếu như thôi. Mà cộng đồng, xin lỗi các bạn, là trong cái nhóm bầu chọn MVP mà lại tiếp tục bình chọn cho Levi nữa thì sẽ là một sự bứt lên. 600 điểm MVP dành cho Levi.